Vậy số đo của một cung sẽ được xác định ra sao? Thì các bạn chú ý vào hình vẽ này. Với góc ở tâm AOB, hai cung là cung AM nhỏ B, tức là cung AB nhỏ, và cung AN nhỏ B là cung AB lớn. Số đo của nửa đường tròn thì bằng 180 độ. Tức là nếu như AB là đường kính, thì sẽ chia đường tròn thành hai nửa. Mỗi nửa có số đo là 180 độ. Số đo của cung nhỏ thì bằng số đo góc ở tâm chắn cung đó. Như vậy, số đo của cung AM nhỏ B sẽ bằng số đo của góc AOB. Số đo của cung lớn thì các bạn lấy hiệu của 360 độ và số đo cung nhỏ với điều kiện là cung lớn cung nhỏ đó phải chung hai mút. Ví dụ để tính số đo của cung A n b thì chúng ta lấy 360 độ và trừ đi số đo cung B. Vậy thì với hình vẽ này, thầy có thể lấy ví dụ như sau. Số đo của cung ab sẽ được ký hiệu là sd cung ab như thế này. Và sẽ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó chính là góc aob, thầy ký hiệu số đo là alpha con số đo của cung ANB, tức là cung AB lớn, ta lấy 360 độ, trừ đi alpha thôi. Các cung mà có số đo bằng n độ thì được gọi chung là cung n độ. Mỗi điểm trên đường tròn, ví dụ thầy lấy một điểm m, thì nó được gọi là một cung không độ. Còn cả đường tròn thì được xem là cung 360 độ nhé. Như vậy với hai cung chung đầu mút là đầu mút A và đầu mút B là cung AM nhỏ B và cung AB lớn, tổng số đo hai cung đó sẽ bằng 360 độ, tức là bằng cả một đường tròn. Từ lưu ý này các bạn sẽ trả lời cho thầy câu hỏi hỏi chấm 5 Tính số đo các cung ANB và AMB trong hình vẽ bên. Thì ở đây thầy sẽ tính cung AN nhỏ B trước này cung AN nhỏ B bị chắn bởi góc ở tâm AOB. Mà đề bài đã cho AOB có số đo là 60 độ rồi. Vậy thì số đo của cung AN nhỏ B cũng bằng 60 độ. Còn số đo cung AM lớn B, tức là cung AB lớn, thì chúng ta lấy 360 độ trừ đi cung nhỏ thôi. 360 độ trừ 60 độ, kết quả là 300 độ. Và đó là hỏi chấm 5. Như vậy để tính cung nhỏ thì chúng ta sẽ thông qua góc ở tâm. Còn cung lớn thì lấy 360 độ trừ đi số đo cung nhỏ. Từ đó các bạn trả lời cho thầy câu hỏi hỏi chấm 6 nhé. Xác định số đo các cung AM nhỏ B, BNC và APC trong hình vẽ này. Ở đây chúng ta biết số đo của các góc ở tâm là góc AOB và BOC lần lượt là 75 và 60 độ. Góc AOB thì chắn cung AMB, nên số đo của cung AMB đó sẽ bằng góc AOB và bằng 75 độ. Tương tự như vậy, góc BOC thì chắn cung BN nhỏ C, cho nên số đo của cung này cũng bằng số đo của góc BOC và bằng 60 độ. Còn cung APC, tức là cung AC lớn, thì chúng ta sẽ phải tính thông qua cung AC nhỏ. Và để tính cung AC nhỏ, tức là cung ABC đấy, thì thầy thấy góc AOC là bằng 75 cộng 60 độ đúng chưa nào? Mà góc AOC đó chắn cung ABC. Vậy thì số đo của cung ABC sẽ bằng 135 độ biết số đo cung ABC, các bạn tính cho thầy số đo của cung APC nhé. Chính xác rồi, 360 độ trừ đi số đo của cung ABC, ta có 225 độ là số đo của cung APC cần tìm. Và để kết thúc cho phần này, chúng ta sẽ gắn vào một câu hỏi thực tế để ứng dụng cung số đo của một cung biểu đồ quạt tròn biểu diễn kết quả thống kê theo tỷ số phần trăm. Cho môn thể thao ưa thích nhất trong bốn môn, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền và bóng đá của 300 học sinh khối 9. Tìm số đo các góc ở tâm AOB và COD với ABCD như ở trên hình vẽ. Thì ở đây để tính số đo góc ở tâm AOB chẳng hạn, thì các bạn cần quan sát xem góc AOB đó chắn cung nào? Thì góc AOB chắn cung AB đúng chưa nào? Mà một đường tròn thì có số đo là bao nhiêu độ các bạn? Chính xác rồi. Một đường tròn thì có số đo là 360 độ, tức là cung AB nhỏ sẽ bằng 25% số đo của cả đường tròn thì sẽ là 25% nhân 360 và bằng 90 độ. Từ đây thì số đo của góc AOB cũng bằng 90 độ bởi vì nó chắn cung AB. Nên số đo cung AB cũng bằng số đo góc AOB. Và tương tự như thế, các bạn tính cho thầy số đo của góc COD nhé. Chính xác rồi. COD bóng truyền thì chiếm 20%. Cả đường tròn thì là 360 độ, nên số đo cung CD nhỏ bằng 20% của 360 độ và bằng 72 độ. Góc COD là góc ở tâm chắn cùng CD, cho nên số đo của góc này cũng bằng số đo cùng CD và bằng 72 độ nhé. Nội dung này cũng đã kết thúc cho phần số 2. Các bạn ghi nhớ cho thầy thế nào là một cung. Với hai mút AB thì đường tròn được chia thành hai phần. Mỗi phần sẽ ứng với một cung. Ta có cung lớn và cung nhỏ. Cung nhỏ thì ứng với góc ở tâm chắn cung đó, tức là góc mà có đỉnh trùng với tâm của đường tròn. Từ đó chúng ta có số đo của một cung. Cung nhỏ sẽ có số đo bằng số đo góc ở tâm. Còn cung lớn thì có số đo bằng 360 độ trừ số đo cung nhỏ. Và nội dung đó cũng đã kết thúc cho bài học ngày hôm nay của chúng ta. Thầy cảm ơn sự theo dõi của các em. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo trên olm.vn nhé. thank yeah. you